Hello mọi người, em xin chào tất cả các anh chị em Miu Lan nha. Cái này hôm qua em lấy tờ hội thi về đó mọi người. Mang tờ hội thi về nên là vận chuyển nó bị gãy mất tiêu rồi. Em chia sẻ với mọi người một cái mặt hoa rất là đẹp nha. Cái này thì hiện tại mất mã nha mọi người. Mất mã nhưng mà mình tạm thời mình ngắm hoa nó như thế này nha. Hoa rất là đẹp và rất là đáng chơi. Rồi, dòng này thì em chia sẻ với anh chị, hiện tại thì cái cây của em rất là cao và to mọi người nha. Nhìn rất là cao và cái to, nổi cái thân là nó đã hơn 20 xăng rồi nha. Thì em chia sẻ cho mọi người được một hướng đầu hai lá đó, hai hướng và ba hướng đầu thôi. Một hướng em chia sẻ cho mọi người với giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu đó. Cái này nó tàn rồi nhưng mà nó vẫn còn giữ được cái độ cánh rất là đẹp nha mọi người. Và cái màu của nó, đặc biệt là cái màu của nó rất là đáng chơi, hoa thơm và hoa rất là to nè mọi người, hoa rất là to. Dòng này thân lá thì mọi người khỏi chê, đây mọi người thấy không, không có chê và nó đang có nụ nè. Ôi cái hướng này nụ hả, ôi cái hướng này nụ chắc không cắt được rồi, cắt thì uổng. Nè có hướng nụ, nguyên một chậu này thì em chia sẻ cho mọi người giá một chậu thì bán giá như nguyên một chậu thì em chia cho mọi người chơi với giá là 3 triệu. Còn nếu mà anh chị cắt hướng thì cứ hai lá 1 triệu giùm em, hai lá một triệu. Về thân thủ thì mình bao phê luôn mọi người, rất là to và rất là khỏe nha. Hai lá đầu đủ mắt, khỏe đẹp, 1 triệu. Nếu mà anh chị nào chơi nguyên chậu thì giá 3 triệu và có nụ luôn mọi người nha. Rồi tiếp tục em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mã 351 siêu phẩm. 351 thì anh chị biết rồi, nó là một cái dòng cực kỳ đỉnh luôn và rất là đáng chơi. Đây hoa nè anh chị thấy không, nó em quần từ miền Tây về tới đây nó bầm dập quá đó. Nó một phát hoa mà nó được 3 hoa mà mình thấy được cái hoa của nó rất là to, anh chị thấy không, rất là to, màu thì gắt cực kỳ và rất là đẹp. Hiện tại thì em đang quay trời tối nên là mình nhìn màu nó không được tươi như mọi người. Đó, nhưng mà thật ra nếu mà cây này đem ra dưới ánh nắng mọi người, cái màu của nó gắt lắm. Rồi thì ở đây này em cũng chia được cho anh chị ba hướng. Đây hai lá đầu 1 triệu, cứ hai lá một triệu nha mọi người, hai lá 1 triệu chỉ chia được 1-2 hướng gì đó thôi. Đây cái này cũng thân thủ bao phê, bản lá rất là to mọi người. Đây em cho mọi người, tại vì nó nằm ở trên cao em không thể nào mà ụp lại đó, hơn bốn ngón tay em. Là mọi người thấy cái bản lá của nó rất là cao, rất là to đó, chậu rất là to nha. Hàng này thì em chia mọi người giá mềm thôi, tại vì em cũng có để sưu tầm, có giống để sưu tầm thì em chia sẻ cho mọi người giá của hai lá là 1 triệu, hai lá là 1 triệu, 351 nha mọi người. Cây này thì là 351, còn cây đầu tiên em quay là mất mã, rất là đẹp mọi người, tàn nhưng mà không có mất được cái vẻ đẹp của nó nha anh chị. Hoa rất là đáng chơi luôn. Anh chị nào yêu thích thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho em cũng được, hoặc inbox Zalo cho em cũng được nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi, em chào tạm biệt mọi người.